Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 28 tháng 4 năm 2022. Giải 7, các vé tận cùng mang số 0, 1, 0, 4, 0, 8, 8, 6. Giải 6, các vé tận cùng mang số 2, 4, 0, 2, 0, 0, 1, 8, 8. Giải 5, các vé tận cùng mang số 4785 9918 4475 9466 5635 4899. Giải 4, các vé tận cùng mang số 2797 2795 2325 2530. Giải 3, các vé tận cùng mang số 15277 19055 81322 66308 96576 66228. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 20007 93437. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 65673. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 47202. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 11VR, 12VR, 16VR, 20VR, 1VR, 6VR, 7VR, 8VR. Kênh xổ số miền Nam, kết quả xổ số hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!